Hello, xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái trang web mới nhé. Và trong cái trang này thì nó cho các bạn khai thác cái thằng Dogecoin miễn phí các bạn nhé. Và ở cái trang này thì các bạn sẽ rút được về ví của các bạn 100% nhé. Các bạn cứ sử dụng ví Pocket Pay, MetaMask này hoặc là ví Chu Wallet nhé. Có thể là sử dụng luôn cả địa chỉ ví ở trên Onus hoặc là sàn Binance đều được nhé. Chỉ cần là địa chỉ ví Dogecoin thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là ít nhé. Thì giống như là các bạn đi Clam, và ở đây thì nó không mất thời gian như các bạn đi Clam phải xem rất là nhiều quảng cáo. Còn cái trang này nó không có như vậy nhá. Nó không có quảng cáo, nhưng mà mỗi ngày các bạn chỉ rút được là 0,01 Dogecoin thôi nha. Ok chưa ạ? Rồi, thì sau khi các bạn kích vào link trong phần mô tả của video thì nó sẽ hiện cho các bạn một phần trang chủ như này nhá. Các bạn sẽ kích vào cho mình phần đăng ký tài khoản nhá. Ok, thì ở đây mình sẽ demo cái tên của mình vào cho các bạn xem nhé. Kênh kiếm tiền này, địa chỉ Gmail này, mật khẩu này. Thì ở cái phần mật khẩu này thì các bạn sẽ có cho mình là chữ hoa này, chữ thường này và số ký tự đại biển nữa nhé. Sau đó các bạn sẽ kích vào cho mình là confirm. Thì tiếp đến nó sẽ gửi cho các bạn là cái link xác minh cái tài khoản này của các bạn qua địa chỉ Gmail nhé. Các bạn sẽ quay trở lại địa chỉ Gmail cho mình nhé. Rồi đây chính là cái link nó gửi về nhé. Link này thì là mình rút tiền nhá, còn link này là nó gửi về cho các bạn nhá. Thì đầu tiên nó sẽ gửi cho các bạn một cái link, các bạn cứ kích vào cho mình nhá. Ở đây nó sẽ hiện cho các bạn là xác minh cái tài khoản này của các bạn cứ kích vào để các bạn xác minh nhá. Các bạn sẽ mở cái trình duyệt mà các bạn vừa dùng nó đăng ký nhá. Ok, các bạn kích vào xong nó sẽ hiện như này nhá. Còn bây giờ thì mình đã KYC rồi, cho nên là mình sẽ đăng nhập tài khoản của mình vào nhá, để mình demo một chút ở trong cái trang giao diện của nó nhá. Thì ở đây các bạn sẽ xem được là cái Dogecoin của các bạn nó tự động chạy nhé. Các bạn không cần phải làm gì cả nhé. Còn về ở dưới này nó sẽ hiện cho bạn là cái gói free này, 1.0 là gói miễn phí nhé. Mỗi ngày thì các bạn sẽ khai thác được là 0,1 Dogecoin. Nhưng mà các bạn chỉ rút được là 0,01 Dogecoin một ngày thôi, khá là ít nhé. Ok, còn cái gói VIP 2 cũng như là 1.1 thì nó là gói đầu tư nhé. Ở đây đầu tư thì nó cũng khá là lớn, cho nên các bạn không có đầu tư đồng nào vào cả nhá. Đầu tư vào thì chắc chắn các bạn không thể về bờ được nhá. Min nhỏ nhất của nó là 1.000 Dogecoin, 2.000 Dogecoin nhá, cho nên khá là khó nhá. Ok, các bạn sẽ đi vào cho mình là phần rút này, withdraw này, các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví Dogecoin của các bạn vào nhá. Chỉ cần là địa chỉ ví Dogecoin nhá, sàn nào cũng được hết. Bởi vì cái min của nó là 0,01 thì mình nghĩ là sàn nào các bạn cũng dùng được hết nhá. Các bạn cũng có thể là dùng được ở trên cái ví Uncrypto Wallet nhé. Cái ví Uncrypto Wallet thì mình thấy cũng khá là ok nhé. Và các bạn cũng có thể là tạo cái nhiều cái tài khoản ảo một chút và cũng được nhé. Ok, thì ở đây các bạn có thể là đi vào phần rút này, xác nhận nhé. Ok, thì tiếp đến nó sẽ hiện tiếp cho bạn là rút Dogecoin là 0,01 Dogecoin này. Nếu như các bạn mà có đủ thì các bạn cứ kích vào rút hàng ngày nhé. Còn ở đây thì nó không cho các bạn nhập nhé. Các bạn chỉ rút được là mỗi ngày là 0,01 Dogecoin thôi. Và hôm nay các bạn giả sử như là hôm nay các bạn không đi vào rút thì ngày mai các bạn rút cũng được hết nhá. 3-4 ngày các bạn vào rút một lần cũng được. Nhưng mà mỗi ngày các bạn rút một lần thì các bạn mới có cơ hội kiếm được cái kèo Dogecoin miễn phí này nhiều nhá. Còn hiện tại ngày hôm nay là mình đã rút rồi nhá, cho nên mình không rút nữa nhá, mình không nhấn vào xác nhận rút nữa. Và mình sẽ đi vào cái phần tài khoản nhá. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện cho bạn là các bạn giới thiệu cấp dưới, nếu như mà cấp dưới của các bạn dám đầu tư vào thì các bạn sẽ nhận được là 10%, còn không đầu tư thì các bạn không nhận được gì cả nhé. Ok, tiếp đến nó sẽ hiện cho các bạn là cái gói free này và min rút tiền này và cái tài khoản của các bạn đã KYC, địa chỉ Gmail hay chưa, nó sẽ hiện ở đây nhé. Còn link đi chia sẻ cấp dưới này, tùy các bạn muốn chia sẻ thì chia sẻ nhé. Kèo này thì chắc chắn là một cái kèo đi đường dài nhé. Còn về lịch sử gửi tiền của mình là không này, còn lịch sử rút tiền của mình này. Ok chưa, mình đã rút thành công nhá. Đây, trạng thái nó hiện là đã thanh toán nhá, 0,01 Dogecoin nhá. Ngày thời gian mà mình rút tiền nhá. Ok chưa các bạn. Còn cấp dưới hiện tại của mình đều là không bản nhá. Trên nhiều bản là bảo là mình chia sẻ cấp dưới thì mình mới rút được. Ở đây là mình chia sẻ cho các bạn là hoàn toàn mới và mình chưa có chia sẻ được cho bạn nào. Nhưng mà mình đã rút Dogecoin về ví 100% rồi nhá. Kèo này thì 99% các bạn tham gia hiện tại các bạn đều rút được nha. Nhưng mà nó sẽ khá là ít nhá, nó không có nhiều đâu. Bạn nào mà muốn chiến thì chiến nhá, các bạn mà cảm thấy ít thì thôi nhá.
Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái trang ngày hôm qua mình có cập nhật cho các bạn, cái kèo kèo WinFreeCard kìa nhá. Rồi thì cái kèo hôm qua mà mình có cập nhật cho các bạn có là WinFreeCard, và trong cái kèo này thì mình cũng chưa cập nhật về cái tổng nguồn cung của nó. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn xem về tổng nguồn cung của dự án này nhá. Đầu tiên thì các bạn có thể là tử vào đây nhá. Đây. Bán trước là WHOOK này nhá. Các bạn sẽ kích vào cho mình. Tiếp đến các bạn sẽ thấy đây là cái thông tin khi nào mà nó lên sàn nhá. Các bạn cứ chiến nhanh cho mình nhá. Thời gian nó còn rất là ngắn thôi để các bạn lụm kèo này nhá, đừng có bỏ lỡ nhá. Ok thì ở đây nó sẽ hiện cho các bạn những cái phần trên nhưng mà thôi không quan trọng nhá. Các bạn chỉ quan tâm về cái phần ở dưới này. Đây. Các bạn sẽ thấy được ở dưới này nó sẽ hiện cho các bạn là tổng nguồn cung của dự án này là 1 tỷ nhá. 1 tỷ WHOOK nhá. Cũng không quá nhiều đâu các bạn ạ. Còn phần này chính là địa chỉ ví coi chắc của nó nhá. Các bạn tự vào lấy các bạn tự vào đây để các bạn lấy cho mình nhá. Các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví coi chắc này. Sau là các bạn có thể là thêm lên ở trên ví Chu Wallet hoặc là MetaMask nhá. Điều được hết nhá. Các bạn tự lấy nhá. Bởi vì cái địa chỉ ví coi chắc này thì mình thấy là nhiều bạn. Các bạn đi vào đây thì các bạn tự lấy được nhá, không cần phải mình lấy dán ở trong phần mô tả video nhá. Còn về các bạn được phân phối token này, các bạn có thể thấy đây là 50 triệu về phân phối như là tem token của họ này. Còn cái thời gian mà nó lên được cái sàn PancakeSwap để cho các bạn có thể là mua bán từ cái thằng WHOOK này sang cái thằng BNB thì nó là 22 tháng 1, 2023 nhá. Thời gian của các bạn cũng không còn lâu đâu, các bạn cứ chiến cho mình nhanh nha. 24 giờ thì các bạn có thể là đi vào kích hoạt một lần thôi. Theo như mình là nó cũng không mất quá là nhiều thời gian nhá. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ mình sẽ quay tiếp về cái giao diện của nó nhá. Ok thì ở đây là hiện tại là mình đã nâng cái tốc độ khai thác của mình lên nhá. Nếu như bạn nào mà chưa nâng cái tốc độ khai thác của các bạn lên thì các bạn có thể là kích vào. Ở đây các bạn sẽ có là GH trên dây và cái mục giỏ hàng, các bạn sẽ kích vào cái phần giỏ hàng này. Rồi thì cái phần giỏ hàng này nó sẽ hiện cho bạn là 24 giờ thì các bạn sẽ khai thác được là tầm 10.000 nhá, 10.000 cái đồng token WHOOK này nhá. Còn mình hiện tại là mình đã lên là 16.000 trên 24 giờ nhá. Sắp tới thì mình sẽ lên tiếp là 33.000 trên 24 giờ và mình sẽ lên tiếp là 60.000 trên 24 giờ cho các bạn xem nhé. Ví dụ như là hiện tại các bạn muốn lên cái 16.000 như mình thì các bạn phải mất là 33.000 cái đồng token của nó này. Các bạn muốn đào được là 33.000 trên 24 giờ thì các bạn phải mất 68.000 nhé. Tiếp tục là đào 60.000 trên 24 giờ thì các bạn phải mất 170 cái đồng token của nó nha. Ok chưa ạ? Thì hiện tại mình cũng chưa có lên được nhá, bởi vì mình vừa mua xong chưa đến 24 giờ thì mình chưa mua được nhá. Phải 24 giờ mình mới mua được một lần nhá. Còn cái tốc độ khai thác của các bạn thì các bạn muốn lên thì lên nhá, không thì thôi nhá. Các bạn muốn lên là 1GH trên dây, 2GH trên dây hoặc là 3GH trên dây thì các bạn tự lên, còn không thì thôi. Ok, về cái phần mua bán thì cũng như ở cái video trước rồi, mình đã chia sẻ rồi. Các bạn có thể vào đây để các bạn quy đổi cho mình nhá. Đây, các bạn có thể là mark này, các bạn quy đổi nhá. Nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa có quy đổi gì cả nhá. Bởi vì cho dù là mình quy đổi được nhưng mà nó cũng chưa có giá trị, cho nên là mình cứ để nguyên nhá. Cứ để nguyên như vậy thôi, ok chưa ạ? Còn bạn nào mà muốn chiến và các bạn chưa hiểu cách thức tham gia và xem như là khảo sát kiếm tiền, các bạn có thể là xem lại video trước cho mình nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.